Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chúc máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C và là chiếc xe sedan ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đó chính là chiếc xe Chevrolet của Cruze. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân từ năm 2015 và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về chiếc xe Chevrolet Cruze này ạ. Quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm tại vì là ở trong tôi quay ngay đằng sau cửa hàng chúng tôi đây ạ. Chỗ này thì nó cũng hơi chật hẹp một chút và nó hơi ồn một chút, thì quý vị và các bạn cũng hết sức lắng nghe. Vì là chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được cho nên là chúng tôi cũng đem ra đây để quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn. Cũng vừa mới mua về cho nên là quay luôn tại đằng sau cửa hàng chúng tôi thôi. Quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cái nền sơn của nó còn rất là căng, còn rất là đẹp đấy ạ. Không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả, cho nên là cái nền của nó còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang nổ máy đấy quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn nghe tiếng máy đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và đăng ký tên tư nhân năm 2015 và đã lăn bánh được 5 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được cho nên là đang bán với giá là 386 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Không có xước sát, không có bị đâm đụng hay va chạm gì đâu quý vị và các bạn nhé. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương. Cửa nóc đầy đủ rồi ạ. Cái phiên bản số tự động này là phiên bản và là cái bản đủ này, cho nên là đầy đủ hết option rồi quý vị và các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi. Đây là camera lùi đấy ạ. Và cảm biến lùi đấy ạ. Cảm biến lùi nguyên bản của xe nhé. Về ngoại thất thì rất là đẹp, không có xước sát, không có bị đâm đụng, va chạm gì đâu ạ. Và phần la răng thì cũng đã được chủ xe sơn thành màu đen hết ạ. Nhìn nó khỏe xe hơn ạ, thanh niên hơn. Và xe cũng đã được trang bị ABS, phanh ABS và cái hệ thống phanh là đĩa cả 4 bánh luôn ạ. Đây là cái phần đằng trước phanh đĩa này. Má sau cũng là phanh đĩa luôn này. Đây ạ. Má sau cũng là phanh đĩa luôn. Và chiếc xe lăn bánh được hơn 5 vạn rồi, cho nên là chủ xe cũng đã thay cái dàn lốp này là dàn lốp thứ 2 rồi quý vị các bạn nhá. Cho nên là bây giờ mua về là không phải thay lốp gì nữa đâu. Đây, lốp rất là dày, chủ xe đã thay lên là dàn lốp thứ 2 rồi. Vì quy định của một dàn lốp thì thường chúng ta chạy 5 năm hoặc 5 vạn km, thì chiếc xe này cũng đã được 5 vạn và cũng đã được 5 năm rồi. Cho nên là thay một dàn lốp là cái chuyện hết sức bình thường. Bây giờ chúng ta mua về thì không phải thay lốp nữa. Đấy. Rất là mới, rất là dày. Về ngoại thất thì không có gì chúng ta phải bàn ạ, vì là nó còn rất là đẹp đấy ạ. Cái cụm đèn hậu đây, cụm đèn hậu cũng không có đâm đụng, không có xước sát, không có cong vinh nứt vỡ gì cả. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu sau. Từ logo đến chữ cũng còn rất là mới luôn. Đấy, cụm đây là cái cụm đèn hậu này, không có xước sát gì cả. Và cặp đèn pha, đèn gầm cũng thế ạ. Đây là cái cặp đèn pha nhé, quý vị các bạn xem này. Cũng còn rất là mới và rất là sáng này. Đèn pha này cũng chỉ là đèn thường thôi, chưa được đèn bi và không có halogen. À, không có xenon, nó chỉ là đèn thường thôi, đèn halogen bình thường. Dưới cặp đèn pha này là đã có một cặp đèn gầm kèm theo là đèn led ban ngày đấy ạ. Cứ nổ máy là đèn led sáng. Đó, đây là cái cặp đèn led.
cửa sổ nóc đầy đủ rồi. Về ngoại thất thì rất ok rồi, sau đây về cái nội thất thì như thế nào? Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 này, sau 5 năm sử dụng quý vị các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta vẫn tìm hiểu về cái phần keo chỉ này, xem nó có bị đâm đụng hay va chạm gì không. Đây là cái phần keo chỉ hết này, còn nguyên bản hết ạ, không mất một phần keo chỉ nào đâu ạ. Đấy, đấy là cái phần keo chỉ. Sau đó chúng ta xem về cái phần táp lô. À xin lỗi quý vị và các bạn, đây là cái phần táp bi. Chúng ta xem về cái phần táp bi cánh cửa trước, còn phần táp lô lát nữa chúng ta xem sau. Rất là đẹp, rất là ok ạ, chưa có xước sát gì cả. Phải nói là 5 năm sử dụng của chủ xe này là giữ gìn rất là cẩn thận đấy ạ. Từ cái bậc cửa cũng đã lắp thêm bậc cửa rồi này, lót sàn 3D này, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái phần này, ghế da phiên bản đủ, nó có đầy đủ cả ghế da theo xe rồi quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đây gọi là date đấy ạ, hay là gọi là model, hay là gọi là năm sản xuất thì nó là đây đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn này, xem thì phải đến xem trực tiếp cái tem này, xem năm 2015 nhá. Nhiều người quảng cáo 14 đăng ký 2015 nhưng người ta lại không nói rõ là sản xuất năm 2014, đăng ký 2015 mà lại cứ nói đều đều là 2015. Đấy, tôi thì tôi lại nói rõ, thường là những chiếc xe nào sản xuất 2015 mà đăng ký 2016 thì tôi gọi là xe model 2016, nhưng tôi vẫn phải nói rõ là sản xuất năm 2015 chứ tôi không mập mờ để cho mất công quý vị và các bạn ạ. Đấy là cái điều mà chúng tôi thường xuyên phải làm như thế. Sau đây là cái cánh cửa sau bên phụ ạ, cũng giống như vậy thôi, keo chỉ cũng còn nguyên hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là keo chỉ còn nguyên bản này, không đâm đụng, không ngập nước. Táp bi thì rất là đẹp rồi. Ốc bản lề đây quý vị các bạn nhé, chưa có một cái vết tháo nào luôn. Đấy, và cái những cái phần nhựa này, phần gioăng này rất là mới luôn đấy ạ. Và cái phần nội thất bên trong thì phải nói là thật là tuyệt vời rồi ạ. Vì ở cái phân khúc hạng xe hạng C, nhưng mà ở cái phân khúc ít tiền như những chiếc xe này mà để giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ như thế này thì rất là hiếm đấy ạ. Ghế da rất là đẹp, rất là mới ạ. Lót sàn 3D hai lớp luôn này, rất là đều và đẹp xe đấy ạ. Riêng về những cái phần option thì ở chiếc xe này thì phải nói là tuyệt vời rồi ạ, không còn thiếu gì nữa đâu. Cửa nóc rồi quý vị các bạn nhé, cũng là cái phân khúc hạng C, như ở các hãng khác chưa chắc đã có được cái option như thế này nhé. Cửa nóc này, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển này, và đồng hồ công tơ mét chạy 5 vạn, cụ thể chính xác là 5 vạn 8 km rồi quý vị và các bạn ạ. Và còn rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Từ táp bi này cho đến táp lô này, rất là mới luôn. Và cái đặc biệt mà chủ xe đã làm thêm lên về cái xe này, đã trang bị thêm cho chiếc xe này là khá nhiều đồ rồi đấy quý vị và các bạn ạ. Từ cái màn hình Android giải trí đa phương tiện ạ. Đây chính là cái màn hình Android giải trí đa phương tiện này, và camera hành trình này, và loa súp gầm. Lát nữa thì tôi sẽ quay về cái phần loa súp gầm cho quý vị các bạn cùng xem. Nghe nhạc, âm thanh các thứ thì rất là phê. Các bạn thanh niên mà mua chiếc xe này về thì phải nói là rất là ưng đấy ạ. Không có điểm gì để chê đâu ạ. Màn hình giải trí thì đa phương tiện, cộng với loa súp gầm nghe nhạc thì thôi rồi. Đấy, đây là cái chỉnh của cái súp gầm đây này. Đấy, đi thì rất là thích, phải nói là quá tuyệt vời ạ. Xe thì đã trang bị là khóa thông minh start top đây rồi ạ, tức là khởi động bằng nút bấm start top đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn nè, cái khóa thông minh này nó đã được mở được cả cái cốp sau nhé. Cốp sau là cốp điện đây quý vị và các bạn này. Đấy, tôi cho quý vị và các bạn xem về cái phần này, cốp sau của chiếc xe này, xem có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì không nhá. Chúng ta xem về cái phần cốp sau nào. Đây ạ, đấy. Rất là mới, rất là đẹp rồi. Keo chỉ còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Tất cả các keo chỉ đằng sau này còn nguyên hết ạ. Đấy, một lốp sơ cua. Đây là cái phần lớp sơ cua của chiếc xe đây quý vị các bạn ạ, rất là mới. Đấy, rất là mới và rất là đẹp luôn. Quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì đúng là cũng chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, sang tên nữa là ok.
Về chất lượng thì không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Đây là cái áp bi cửa phía sau bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Nội thất đằng sau thì rất là mới rồi. Và đây cái súp gầm vừa nãy tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây chính là cái súp gầm mà chủ xe lắp thêm. Tôi đẩy vào trong một chút hoặc lôi ra cho quý vị và bạn cùng xem này. Đấy, tôi lôi ra cho quý vị và bạn cùng xem, sau đó tôi sẽ đẩy vào trong để lúp súp xịn đấy ạ. Nghe rất là hay. Nói rất là tuyệt vời. Phong cách thanh niên mà mua chiếc xe này thì đẹp hết chê rồi. Hay còn đấy, đây là cái phần táp bi cửa trước bên lái. À bên phụ quý vị và bạn nhé, đây là bên phụ ạ. Cũng còn rất là mới. Rất là đẹp. Nội thất rất là đẹp, không thể chê vào chỗ nào được luôn. Lót sàn 3D. Ok hết cả rồi. Cái phần mà chúng ta quan tâm nhiều nhất khi đi mua một chiếc xe ô tô cũ đây ạ. Ngay cả chúng tôi cũng thế. Cái việc quan tâm đầu tiên mà chúng tôi quan tâm đó chính là cái động cơ của chiếc xe. Xem có bị đâm đụng hay không, xem có bị ngập nước hay không. Thì ngay sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn xem là chiếc xe nó có bị đâm đụng hay không, có bị ngập nước hay không. Thì đầu tiên chúng ta phải xem về cái phần ốc cabo đã này. Ốc cabo này, sau đó đến keo chỉ của cabo đó. Ốc cabo đến keo chỉ của cabo mà nó còn nguyên như thế này đây ạ. Cái ốc nó còn nguyên như thế này đấy. Thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng rồi. Còn ngập nước hay không thì chúng ta phải xem về cái động cơ đã. Đây, tất cả các ốc mà nó còn nguyên như thế này này, từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy nó còn nguyên như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước, chưa phải làm lại máy, máy móc nguyên bản ạ. Đấy, chúng tôi cam kết. Quý vị các bạn thấy cái máy nó có đẹp không ạ? Máy móc này còn đẹp hết đấy ạ. Tất cả còn zin hết ạ, zin từng con ốc một đấy ạ. Sau 5 năm sử dụng với 5 vạn 8 km rồi mà cái động cơ nó còn đẹp như thế này, còn mới như thế này. Thì quý vị các bạn thấy cái đồng hồ có chuẩn không ạ? Phải chuẩn thì là cái động cơ nó mới được đẹp như thế này. Còn nếu như mà đồng hồ tua rồi thì là nó sẽ chạy hơn rất là nhiều đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 này ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.